những vụ mất tích bí ẩn. Nạn nhân không để lại bất kỳ dấu vết nào. Những manh mối đều dẫn vào ngõ cụt. Ai sẽ trả lời được câu hỏi họ đang ở đâu? Cháu có liên quan. Liên quan gì? Không ai cả. Và thám tử số 1 Việt Nam phải đích thân ra tay.